Ngày 16 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an vào Bộ Chính trị. Sau khi bầu bổ sung, Bộ Chính trị khóa 13 hiện nay có 15 thành viên, gồm: 1. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm; 2. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; 3. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. 4. Đồng chí Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư. 5. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 6. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. 7. Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 8. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 9. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 10. Đồng chí Phan Văn Giang, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 11. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao. 12. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 13. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội. 14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 15, đồng chí Lương Tam Quang, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an. Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng bầu bổ sung ba ủy viên ban bí thư, gồm ông Nguyễn Duy Ngọc, ủy viên Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Lê Minh Trí, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư ban cán sự Đảng, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trước đó, Hội nghị Trung ương 8 tháng 10 năm 2023 đã bầu bổ sung ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại Trung ương vào ban bí thư. Sau khi bầu bổ sung nhân sự, hiện nay thành viên ban bí thư là 12 người. Ngoài Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực ban bí thư Lương Cường, có 6 ủy viên bộ chính trị được phân công tham gia ban bí thư, gồm ông Trần Cẩm Tú, ông Phan Đình Trạc, ông Nguyễn Hòa Bình, ông Đỗ Văn Chiến, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, ông Lê Minh Hưng và 4 ủy viên ban bí thư Ngày 15 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, công ty AIC. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty AIC đang bỏ trốn, bị điều tra tội đưa hối lộ. Ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hạnh Trung, cựu tỉnh ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh, ban quản lý bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án, 7 người đã bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết luận, năm 2013, ông Đặng Tiên Phong, chủ tịch công ty Sông Hồng, đã mất năm 2021, liên hệ với ông Trần Văn Tuynh đặt vấn đề ông phụ trách xin vốn bổ sung từ Thủ tướng cho lĩnh vực y tế tại Bắc Ninh. Đổi lại, bị can Tuynh và chính quyền tỉnh Bắc Ninh phải giúp công ty Sông Hồng trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại bệnh viện các huyện Tiên Du, Quế Võ, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành. Bị can Tuynh đồng ý, nhưng sau đó bà Nhàn AIC cũng liên hệ nội dung tương tự. Do biết bà Nhàn có quan hệ với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Trung ương, nên Tuynh báo lại việc này cho ông Sơn. Hai bên sau đó thống nhất để tránh va chạm, công ty Sông Hồng sẽ thực hiện ba gói tại bệnh viện các huyện Yên Phong, Tiên Du, Quế Võ, các huyện phía Bắc sông Đuống. Còn công ty AIC thực hiện ba gói tại Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, phía Nam sông Đuống. Theo kết luận điều tra, các bị can đã vi phạm quy định dùng quân xanh đấu thầu nâng giá. Đến nay, cả 6 gói thầu được bàn giao và gây thiệt hại 48 tỷ đồng cho ngân sách. Quá trình này, các lãnh đạo công ty Sông Hồng là ông Đặng Tiên Phong và bị can Lê Tuấn Hưng đã đưa hối lộ cho Trần Văn Tuynh 6 tỷ đồng. Bị can Tuynh chi lại cho bí thư Nguyễn Nhân Chiến và chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh mỗi người 1 tỷ đồng. Tặng quà phó chủ tịch Nguyễn Tiến Nhường nhiều lần, tổng số tiền 300 triệu đồng. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đưa hối lộ cho các lãnh đạo nói trên. Bị can Nguyễn Nhân Chiến khai từ năm 2014 đến khi nghỉ hưu năm 2020 và các dịp lễ Tết đều được người phụ nữ này tặng quà. Tổng cộng Bà Nhàn có 13 lần lên phòng làm việc của ông Chiến tại trụ sở Ủy ban nhân dân và tỉnh ủy Bắc Ninh, mỗi lần đưa từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng, tổng số là 13 tỷ đồng. Cơ quan điều tra do vậy cáo buộc ông Chiến nhận hối lộ 14 tỷ đồng từ nguồn tiền của công ty AIC và công ty Sông Hồng. Cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh cho hay đã tiêu hết 4 tỷ đồng, còn 10 tỷ đồng ông Chiến xin tự nguyện nộp cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cùng 12 bị can do có các hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm đấu thầu. Đây là vụ án tiếp theo liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Trong vụ án, hai cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh bị cáo buộc có vi phạm trong việc để công ty sông Hồng và công ty AIC Chúng sáu gói thầu thiết bị y tế tại 6 bệnh viện huyện, gây thiệt hại 48 tỷ đồng. Điều tra xác định ông Nguyễn Tử Quỳnh vốn là phó chủ tịch phụ trách mảng văn hóa xã hội, sau đó giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Lẽ ra ông phải chỉ đạo cơ quan chức năng làm đúng quy định, nhưng vì động cơ vụ lợi nên đã tạo điều kiện cho hai doanh nghiệp nói trên vi phạm đấu thầu. Ông Quỳnh sau đó nhiều lần được tặng quà. Đầu tiên, sau khi trúng thầu, công ty Sông Hồng đưa 6 tỷ đồng cho Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh, Gọi tắt là Ban Quản lý. Năm 2013, Tuyên đến gặp ông Quỳnh tại phòng làm việc. Nhưng thời điểm này, Tuyên là em trai ruột của Bí Thư Tỉnh Ủy nên ông Quỳnh ngại và từ chối không nhận. Từ năm 2015 đến năm 2017, vào các dịp lễ Tết, ngay kỷ niệm, Tuyên đều đến gặp ông Quỳnh tại phòng làm việc để cảm ơn và biếu quà. Thường là túi quà đựng chai rượu, hộp chè kèm theo phong bì đựng tiền. Mỗi lần đưa là 200 triệu đồng, tổng cộng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, sau khi AIC và các công ty trong hệ sinh thái trúng các gói thầu của các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm 2013 đến năm 2019, vào các dịp lễ Tết, ngay kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều đến phòng làm việc của ông Quỳnh tại Ủy ban Nhân dân tỉnh để gặp cảm ơn và biếu số tiền từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng, tổng số 9,1 tỷ đồng. Lần thứ nhất vào cuối năm 2013, bà Nhàn đến gặp ông Quỳnh tại phòng làm việc, biếu túi quà có 300 triệu đồng lần hai vào Tết Nguyên đán năm 2014 tặng túi quà bên trong có 300 triệu đồng. Lần thứ ba vào Tết năm 2015 tặng 1 tỷ đồng. Vào dịp sinh nhật năm 2018, ông Quỳnh cũng được bà Nhàn tặng quà 1 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Tử Quỳnh nhận thức được việc Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Văn Tuynh đưa cho mình tổng số tiền 10,1 tỷ đồng là hưởng lợi bất hợp pháp. Trong đó, việc ông Quỳnh nhận 1 tỷ đồng do Nhàn đưa và nhận 1 tỷ đồng do Tuynh đưa cảm ơn sau khi ông ký các thủ tục đề nghị xin vốn chính phủ cho 6 dự án tại bệnh viện tuyến huyện, đồng ý phân chia tạo điều kiện cho nhóm công ty AIC và công ty sông Hồng trúng thầu là sai quy định. Ông Quỳnh hiện bị truy tố theo khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Tuy vậy, bị can này được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ gồm tự nguyện khắc phục 10,1 tỷ đồng hưởng lợi bất chính, có thành tích trong công tác nên phía điều tra đề nghị xem xét khi lượng hình. Ngày 17 tháng 8, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử đại án liên quan đến cục đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre và Sóc Trăng. Phiên tòa thu hút sự chú ý bởi 254 bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa, trong đó có hai cựu cục trưởng cục đăng kiểm và hơn 200 đồng phạm. Ngay từ đầu phiên xét xử, cựu cục, cục trưởng cục đăng kiểm Trần Kỳ Hình đã là người đầu tiên nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Bị cáo Hình đã bày tỏ lòng biết ơn và tự hào về quá trình 37 năm 7 tháng cống hiến trong ngành đăng kiểm từ vị trí nhân viên đến lãnh đạo. Bị cáo Hình thừa nhận những sai lầm nghiêm trọng của mình trong những năm cuối trước khi nghỉ hưu đã dẫn đến vụ án này. Trong lời trình bày, ông đã chân thành xin lỗi gia đình, đảng, chính phủ, nhà nước và ngành giao thông vận tải về những hành vi sai trái của mình. Ông cũng bày tỏ sự ân hận sâu sắc khi biết mình đã 64 tuổi, suốt những năm cống hiến trong ngành đăng kiểm. Những năm cuối đời, chỉ mong muốn trả nghĩa cho vợ. Nhưng từ nay đến cuối đời, không biết còn đủ sức khỏe để mãn hạn tù về với gia đình hay không. Đồng thời, ông cũng hướng dẫn con cháu tránh mắc phải sai lầm như mình đã gây ra. Bị cáo hình đã bật khóc khi nói về nguyện vọng cuối đời, mong được hưởng sự nhân đạo của đảng và khoan hồng của pháp luật. Ông cảm thấy sự giàn vặt lương tâm còn đau đớn hơn án tù và hy vọng các bị cáo khác cũng như bản thân có cơ hội sửa chữa sai lầm và làm lại cuộc đời. Ông Hình bùi ngùi chia sẻ. Cho đến cuối đời, bị cáo vẫn không biết có hết cắn dứt hay không, án tù dài nhưng án lương tâm còn đau đớn hơn. Trong khi đó, cựu cụ cục trưởng Đặng Việt Hà bị đề nghị bức án từ 18 đến 19 năm tù bởi Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tội nhận hối lộ cũng đã thừa nhận sai lầm của mình. Được nói lời sau cùng, ông Hà cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho mình phục vụ trong ngày đăng kiểm hơn 23 năm và gửi lời xin lỗi sâu sắc đến Đảng, Nhà nước nhân dân, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và toàn thể cán bộ nhân viên cục đăng kiểm. Ông bày tỏ lòng tin vào sự công tâm và thấu tình đạt lý của hội đồng xét xử. Cũng trong phiên xử, bị cáo Trần Anh Quân, cựu quyền trưởng phòng VR bị đề nghị từ 16 đến 17 năm tù, cũng đã trình bày lời xin lỗi với Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đăng Kiểm. Bị cáo Quân cho biết đã có hơn 42 năm cống hiến trước khi bị bắt và bày tỏ sự hối hận sâu sắc về hành vi phạm tội của mình. Ông kêu gọi hội đồng xét xử xem xét quá trình công tác, cống hiến và hoàn cảnh của các bị cáo và mong muốn các đăng kiểm viên sớm được trở về để tiếp tục đóng góp cho xã hội. Phiên tòa tiếp tục với các bị cáo khác lần lượt trình bày lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án để đưa ra phán quyết. Vụ việc không chỉ gây chấn động trong ngành đăng kiểm mà còn là bài học sâu sắc về sự nghiêm minh của pháp luật đối với các hành vi tham nhũng và lạm dụng chức vụ quyền hạn.